Hello, xin chào các bạn. Và bây giờ là mình đang ăn mắt đây ạ. Đây, cái này mới mua ha. Mới mua. Với một bịch luôn, 20 trái. Đó, rất là nóng. Very hot, so very delicious. Ăn rất là ngon các bạn. Thì cái này là bắp vườn. Bắp bắp người ta ở nhà người ta trồng xong người ta nấu luôn đó. Xong mà mình mới mua người ta mới giao cho mình thì rất là nóng ha. Rất là dẻo nè các bạn. Rất là dẻo luôn. Lâu lắm rồi mới được ăn bắp lắm. Vậy là bắp nếp như thế này á, tại mình không thích ăn bắp màu vàng á. Màu vàng ăn nó sực, mặc dù cái màu vàng nó rất là ngọt nhưng mà mình không thích ăn cái loại màu vàng đó ha. Mình thích ăn cái bắp nếp này nè, cái bắp truyền thống ha. Rất là nhiều các bạn. Rất nhiều luôn. Cái bắp này á mình ăn nóng các bạn. Ăn thì nó sẽ rất là ngon. Ngon hơn người ăn để nguội ha, cũng rất là thơm, mùi rất là thơm ha, rất là dẻo luôn. Thì hồi xưa người xưa là gần nhà thì người ta trồng rất là nhiều, hiện nay là người ta không có trồng nữa ha, người ta ít trồng hơn. Hồi xưa nó chỉ có bắp màu trắng thôi, bây giờ nó có lai thêm mấy cái hộp dạng đen đen nâu nâu á, nhưng mà đặc biệt rất là ngon ha. Xong mình sẽ tháo ra một cái cho các bạn xem nha. Cái này chắc ăn 2 trái. 2 trái là no rồi ha. 2 trái, 3 trái thì là no. Hay là món ăn dân giả nè, dân giả nè. Thì bắp này người ta nấu được nhiều món nè các bạn. Nấu canh, rồi bắp xào, ăn vặt ha, ăn với tương ớt. Như mình rất thích ăn bắp luộc. Món truyền thống bắp luộc. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn xem một cái nha.
nóng á. Chiến thêm một cái nữa nha các bạn. Rất là nóng. Thì bắp là cái đầu này họ cũng lớn hơn, ăn nó ngon hơn cái đầu này. Ok, xin chào các bạn nha. Ngày mình phải ăn hết cái này thôi. Bye bye.